Có bao giờ bạn tự hỏi, bên ngoài vũ trụ của chúng ta có tồn tại vô số những vũ trụ khác chăng? Hay có thể rằng vũ trụ của chúng ta chỉ là một tiểu vũ trụ trong vô số các vũ trụ? Khi nói đến đa vũ trụ, chúng ta thường liên tưởng đến một khái niệm trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng cơ bản là nó không có liên quan gì với vật lý hiện đại cả. Nếu bạn đi trong vũ trụ theo một hướng cố định, trong thời gian đủ lâu, bạn sẽ quay lại điểm xuất phát ban đầu. Các nhà vật lý thiên văn nhìn chung đều nhận định rằng vũ trụ hiện nay đang nở rộng, và điều này tương đương với thời gian cho cuộc hành trình sẽ ngày càng tăng lên. Vậy điều gì đang làm cho vũ trụ của chúng ta nở rộng ra? Người ta cố gắng trả lời câu hỏi này dựa trên lý thuyết cho rằng vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong nhiều bong bóng được tạo thành từ vụ nổ Big Bang. Theo Fraser Cain, từ thời báo Universe Today giải thích rằng, một trong những ý tưởng siêu thú vị và cực sốc là vũ trụ hiện nay mà chúng ta đang sinh sống thực ra chỉ là một tiểu vũ trụ trong một quần thể đa vũ trụ rộng lớn. Mỗi vũ trụ giống như một bong bóng xà phòng nhúng trong khoảng không đa vũ trụ, và mỗi tiểu vũ trụ được sinh ra từ một vụ nổ Big Bang của riêng nó. Nó giống như một miếng bọt biển rộng lớn với vô số các tiểu vũ trụ thi nhau trồi lên. Lý thuyết này còn cho rằng trong mỗi tiểu vũ trụ có tồn tại các quy luật vật chất hoàn toàn khác nhau. Như đã biết, vật chất trong vũ trụ của chúng ta bị ức chế bởi nhiều quy luật vật lý, ví dụ như độ lớn của trọng lực, mức độ mạnh của các liên kết nguyên tử. Những con số này sẽ khác nhau ở mỗi vũ trụ khác nhau. Người ta cho rằng, về cơ bản những con số này thay đổi như khi tung xúc xắc vậy. Sự sống hầu như không tồn tại trong đa số các bong bóng vũ trụ. Tuy nhiên, nếu bạn tung xúc xắc vô số lần, thì tại một trong những vũ trụ nào đó cũng sẽ xuất hiện một con số phù hợp cho việc hình thành sự sống. Nghe có vẻ xa vời, nhưng thực tế là có rất nhiều cách đo vũ trụ đã và đang được các nhà thiên văn học dùng để thử nghiệm lý thuyết này. Nếu các bong bóng vũ trụ này căng ra đủ xa, chúng sẽ bắt đầu tương tác với nhau. Và dựa trên những quan sát, có một số bằng chứng cho thấy vũ trụ của chúng ta đang tương tác với các vũ trụ khác. Nhìn vào bức xạ nền vi sóng vũ trụ, CMB, nhiệt bức xạ còn lại từ Big Bang, các nhà khoa học đã tìm thấy những biến động nhiệt độ, hay còn gọi là các bất đẳng hướng nhiệt. Khi vũ trụ mở rộng, các khu vực có mật độ vật chất khác nhau sẽ được tăng lên. Hầu hết biến động nhiệt độ đều có thể được giải thích bằng mô hình hiện tại của vũ trụ. Nhưng có một khu vực không cách nào lý giải được qua những lý thuyết này. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra trục này đã gọi vui là trục ma. Có rất nhiều lý thuyết giải thích về trục ma, một trong số đó cho rằng đây là điểm mà vũ trụ của chúng ta tiếp xúc với một tiểu vũ trụ khác. Khu vực này cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng, nên bất kỳ tác động nào tới các định luật vật lý gây nên bởi sự va chạm giữa hai vũ trụ cũng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta cần phải tiếp tục tiến hành quan sát để có thể kiểm nghiệm và tìm hiểu chính xác về vấn đề này. Như chúng ta nhìn nhận hiện nay, vũ trụ đã được mở rộng kể từ vụ nổ Big Bang 13,8 tỷ năm về trước, và sự giãn nở này đang tăng lên với gia tốc ngày một lớn. Tỷ lệ giãn nở được biết đến với tên gọi hằng số Hubble, và các nhà thiên văn học đã dành nhiều năm nỗ lực nhằm định lượng tốc độ của nó. Nhưng mới đây, với một đo lường được xem là chính xác nhất từ trước tới nay, các chuyên gia đã phát hiện rằng vũ trụ đang nở rộng với tốc độ nhanh hơn tới 8% so với dự đoán. Con số này không phù hợp với các phép đo bức xạ còn sót lại từ thời Big Bang. Điều này đồng nghĩa với việc nếu phép đo được hỗ trợ bởi nghiên cứu sâu hơn, có thể tất cả các định luật của vũ trụ mà chúng ta biết sẽ được viết lại hoàn toàn. Thuyết đa vũ trụ không chỉ là toán học, nó là khoa học có thể kiểm chứng. Giả định chúng ta đang sống trong một đa vũ trụ được tạo thành từ vô số vũ trụ song song, từ lâu đã được nhìn nhận là một khả năng khoa học, mặc dù nó vẫn đang được tranh luận sôi nổi. Vấn đề trước mắt là cần tìm ra một cách thức kiểm nghiệm giả thuyết này, bao gồm việc dò xét bầu trời để tìm kiếm các dấu hiệu va chạm với các vũ trụ khác. Điều quan trọng cần nhớ là khái niệm đa vũ trụ không thực sự là một lý thuyết, đúng hơn nó là hệ quả của hiểu biết hiện nay về vật lý lý thuyết. Sự khác biệt này khá là quan trọng. Chúng ta không phải chỉ vẫy tay một cái và nói rằng hãy có một đa vũ trụ. Thay vào đó, ý tưởng cho rằng vũ trụ này có lẽ chỉ là một trong vô vàn các vũ trụ khác đã bắt nguồn từ các lý thuyết hiện nay như cơ học lượng tử và lý thuyết dây. Có thể bạn đã nghe nói đến thí nghiệm tưởng tượng về con mèo của nhà vật lý Schrödinger, một con vật ghê rợn bị nhốt trong một hộp kín. Hành động mở chiếc hộp cho phép chúng ta theo dõi một trong các hệ quả có thể xảy ra trong tương lai của con mèo, bao gồm trường hợp nó vừa sống, vừa chết. Điều này nghe có vẻ vô lý, đơn giản là vì trực giác con người không quen với một ý tưởng như vậy. Tuy nhiên, điều đó là hoàn toàn khả thi, căn cứ theo các nguyên lý kỳ quặc của cơ học lượng tử. Lý do điều này có thể xảy ra là vì các không gian khả năng trong cơ học lượng tử là khá lớn. Về mặt toán học, một trạng thái cơ học lượng tử là tổng số hoặc sự cộng tác dụng của tất cả các trạng thái có thể xảy ra. Trong trường hợp con mèo của nhà vật lý Schrödinger, con mèo là sự cộng tác dụng của hai trạng thái, còn sống và đã chết. Hãy diễn giải điều này một cách thực tế dễ hiểu hơn. Hãy nghĩ về tất cả các khả năng này như các thiết bị ghi chép sổ sách, trong đó chúng ta chỉ có thể quan sát trạng thái đúng khách quan của con mèo. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể chọn chấp nhận tất cả những khả năng này và rằng chúng tồn tại trong các vũ trụ khác nhau của một đa vũ trụ. Con mèo có thể còn sống trong vũ trụ này nhưng đã chết trong vũ trụ khác, nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một trạng thái ở đây. Lý thuyết dây là một trong những con đường hứa hẹn nhất, có khả năng hợp nhất lý thuyết cơ học lượng tử và lực hấp dẫn. Đây là vấn đề hết sức nan giải vì rất khó miêu tả lực hấp dẫn trên các quy mô nhỏ, như quy mô của các hạt nguyên tử và hạt hạ nguyên tử, vốn thuộc phạm trù của cơ học lượng tử. Nhưng lý thuyết dây vốn cho rằng tất cả các hạt cơ bản được tạo thành từ các dây một chiều, có thể đồng thời mô tả tất cả các loại lực đã được biết đến trong tự nhiên, bao gồm lực hấp dẫn, lực điện từ và lực hạt nhân. Tuy nhiên, để lý thuyết dây có thể hoạt động trên phương diện toán học, sẽ cần ít nhất 10 chiều vật lý. Vì chỉ có 4 chiều mà chúng ta có thể quan sát được, bao gồm chiều cao, chiều rộng, chiều sâu là 3 chiều không gian và chiều thời gian. Do vậy, các chiều bổ sung khác trong lý thuyết dây phải được ẩn giấu bằng cách nào đó nếu chúng thật sự tồn tại. Để có thể sử dụng lý thuyết dây nhằm giải thích cho các hiện tượng vật lý mà chúng ta nhìn thấy, những chiều bổ sung này cần phải được compact hóa bằng cách cuộn tròn chúng thành kích cỡ rất nhỏ đến nỗi không thể quan sát được. Đối với mỗi điểm trong 4 chiều chính, nên chăng có tồn tại 6 phương hướng đồng nhất khác? Một vấn đề, hoặc như một số người nói, một đặc điểm của lý thuyết dây là có rất nhiều cách để compact hóa, và 10.500 cách là một con số thường được đưa ra. Mỗi cách compact hóa này sẽ tạo ra một vũ trụ với các nguyên tắc vật lý khác nhau, ví dụ như khối lượng khác nhau của các electron và các hằng số khác nhau của lực hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng có những phản đối mạnh mẽ đối với phương pháp luận của compact hóa, vì vậy vấn đề này vẫn chưa được thống nhất ý kiến. Dựa trên điều này, câu hỏi hiển nhiên cần đặt ra là chúng ta đang sống ở viễn cảnh nào trong số các khả năng trên? Lý thuyết dây tự nó không đưa ra một cơ chế để dự đoán điều này, khiến nó trở nên vô dụng vì chúng ta không thể kiểm chứng. Nhưng may mắn thay, một ý tưởng trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ thời kỳ sơ khai đã biến lỗi kỹ thuật này thành một đặc điểm đặc biệt. Trong giai đoạn sơ khai của vũ trụ, trước khi xảy ra vụ nổ lớn, Big Bang, vũ trụ đã trải qua một thời kỳ mở rộng nhanh chóng, gọi là giai đoạn giãn nở. Giai đoạn giãn nở ban đầu được đưa ra nhằm giải thích lý do tại sao vũ trụ quan sát được hiện nay lại gần như đồng nhất về nhiệt độ. Tuy nhiên, lý thuyết này cũng dự đoán một phạm vi các dao động nhiệt độ xung quanh sự cân bằng nhiệt. Điều này đã được xác nhận bởi một số tàu không gian như vệ tinh Cosmic Background Explorer, tàu Wilkinson Microwave Anisotropy Probe và kính thiên văn không gian Planck. Tuy người ta vẫn tranh luận khá sôi nổi các chi tiết cụ thể của giả thuyết này, các nhà vật lý học đã công nhận rộng rãi khái niệm giai đoạn giãn nở. Tuy nhiên, một hệ quả tất yếu của giả thuyết này là phải tồn tại các khu vực khác của vũ trụ vẫn đang tăng tốc độ giãn nở. Tuy nhiên, do sự biến động lượng tử của thời gian không gian, một số bộ phận của vũ trụ chưa từng thực sự đạt đến trạng thái cuối cùng của quá trình giãn nở. Điều này có nghĩa là vũ trụ, ít nhất theo sự hiểu biết hiện tại của chúng ta, sẽ mãi mãi giãn nở. Một số bộ phận của vũ trụ do đó có thể sẽ trở thành các vũ trụ khác, mà tự chúng lại có thể trở thành các vũ trụ khác nữa, vân vân. Cơ chế này sẽ tạo ra vô lượng, vô số các vũ trụ. Bằng cách kết hợp viễn cảnh này với lý thuyết dây, có khả năng mỗi một vũ trụ sẽ tồn tại một phương pháp compact hóa của các chiều bổ sung khác nhau, và do đó cũng sẽ có các nguyên tắc vật lý khác nhau. Các vũ trụ trong dự đoán của lý thuyết dây và của giả thuyết giãn nở sẽ tồn tại trong cùng một không gian vật lý, không giống như nhiều vũ trụ cơ học lượng tử vốn tồn tại trong một không gian toán học, chúng có thể xếp chồng lên nhau hoặc va chạm với nhau. Quả thực, chúng chắc chắn phải va chạm vào nhau, từ đó lưu lại những vết tích trên bầu trời vũ trụ mà có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm. Các chi tiết cụ thể của các vết tích này phụ thuộc mật thiết vào các mô hình của vũ trụ, từ các điểm nóng hoặc điểm lạnh trong bức xạ phong vi sóng vũ trụ cho đến các khoảng trống dị thường trong trình tự sắp xếp các thiên hà. Tuy nhiên, do các va chạm với các vũ trụ khác phải xảy ra theo một phương hướng nhất định, nên bất kỳ vết tích nào cũng sẽ có khả năng phá vỡ tính đồng nhất của vũ trụ khả kiến này của chúng ta. Đây là một khả năng chung được kỳ vọng. Những vết tích này đang được các nhà khoa học tích cực tìm kiếm. Một số người đang tìm kiếm nó trực tiếp thông qua các dấu tích trong bức xạ phong vi sóng vũ trụ, vốn là các phát quang tàn dư sau vụ nổ lớn. Tuy nhiên, vẫn chưa có vết tích nào như vậy được phát hiện. Còn những người khác thì đang tìm kiếm sự hỗ trợ gián tiếp như sóng hấp dẫn, vốn là những gợn sóng tạo ra trong thời gian không gian khi các thiên thể cực đại dịch chuyển. Những gợn sóng như vậy có thể trực tiếp chứng minh cho sự tồn tại của giai đoạn giãn nở, từ đó ủng hộ cho giả thuyết đa vũ trụ. Liệu trong tương lai chúng ta có thể chứng minh sự tồn tại của chúng? Đây là một điều khó nói trước. Tuy nhiên, với các ý nghĩa to lớn như vậy, công cuộc tìm kiếm chúng là hoàn toàn đáng để bỏ công sức.